Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với Kênh Khả năng ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ép những món tiếp theo cho anh em động nữa mày. Vừa rồi thì đã ép được bao tây, dùng một thủ lý khá cực khổ ơi, đôi dây. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ ép một đai lưng cho anh em động nữa mày. Cho anh em cùng theo dõi thử ép như thế nào mày. Và khả đa số khả chế ép hiện tình 3 và hiện tình 5 nha anh em. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ rút cái dòng nỗ lực đầu tiên. Khả đang cần ít phút duyên. Ít phút duyên. Còn 50 phút duyên đại rồi, tí nữa 50 phút duyên đại rồi, tí nữa mình rút cái dòng thủ lý. Thủ lý ẩn 1 thì thực sự là để lên phẩm 10 là còn rất là khó. Tí nữa khả sẽ combo 200 bình phút duyên luôn, chọn lên phẩm 10 luôn, chọn lẹ như này mà 200 bình phút duyên như này. Rồi ok, rút rồi ạ. Rút rồi, tắt mang ít phút duyên rồi. Rồi lấy này, khai sẽ lấy dòng nỗ lực đầu tiên nha em, hiện một này, hiện tinh ba này, hay là vũ duyên này, ấy quân thị tinh này, ấy thị tinh này, dòng nỗ lực đầu tiên nha em ơi, hiện tinh ba này, rút hai thị tinh này, mà rút hai thị tinh này, một viên cũng được. Điều khoản muốn bỏ ra khỏi chặt chó nè mày. Cứ phòng chất 8, 7, 8 là ok nè mày. Sớm 7, 8 là ok nè. Hello người em, hello Minh Quang nha. Hello này mới vô. Rồi, phòng 8 nè. Tiếp theo đó là cục sinh lực. Rút sinh lực nè mày. Hiện 2. Cả rút hết một lần khỏi chặt rương nè. Sinh lực nè. Bỏ là 2 thì tinh nè. Cứ 8, 9 nè mày. Nó là 7, 8, 9 nè mày. 7, 8, đầu tù 7, 8. Rồi, 8, 8 nè. Đến hiện 3 này, hiện 3 vẫn là hiện tinh 3. Rút hết cho nó khỏi trận rương nè mày. À, vẫn là phúc duyên 2 thì tinh. Mới dòng hiện 1, 2, 3 á, thì cái tầm phẩm 7, phẩm 6, 7, 8 là nó là tương đối cho 180 nè mày. 6, 7, 8 là tương đối rồi. Rồi, xong nè, xong nè. Rồi, còn 3 cái của vừa rồi là ẩn, chúng ta sẽ lấy ẩn 1 phòng thủ lý, ẩn 2 làm chậm, ẩn 3 là thần pháp. Rồi, ok, ẩn nè, ẩn 1 nè, hỏ nè, ẩn nè, 2 nè, hỏ nè, ẩn 3 nè, hỏ nè. Rồi, chúng ta sẽ lần lượt 3 ẩn nữa nha nè. Ẩn thủ công lý thì chúng ta sẽ dùng hiện tình 5. Đặc biệt là ở dòng thủ công lý thì hiện tình 5 nè. 5 nè, còn lại 3. Rồi lấy thêm phút duyên nha nè. Ở mà ẩn phần thủ lý này Khải sẽ lấy 200 bình phủ duyên nè mày. 200 bình phủ duyên nè mày, đỡ Khải đẩy cao mạnh lên cái phẩm chất 10 rồi nè mày. Đỡ phải khỏi mất thời gian tốn kém từ đọc từ 3 dân 9 rồi lên 10, 3 dân 9 lên 10 nè. Em thấy nãy cái bao tài nó xịt quá trời nè mày. Giờ muốn chắc ăn thì mình sẽ cố gắng gom thật nhiều phủ duyên. Khoảng tầm 100 cho đến 200 bình thì bỏ vào thì nó tỷ lệ lên phẩm 10 khá là cao nha. Đó là cái sự trải nghiệm của Khải. Khải cũng theo công thức trải nghiệm của Khải, Khải làm cho anh em xem thôi. Nếu không được thì chúng ta làm ra cách khác. Đó. Đây là server còn đang test, còn phúc duyên đồ còn dở nè. Còn server sau này là open thì sau phúc duyên thì tin tìm không ra luôn. Đừng nói mà ép được phẩm 10 hơi chua luôn á. Nhưng mà cái này mình làm cái này lần này cho anh em xem. Còn về sâu server càng về sâu thì nó lại ít thì không nói, nhiều thì không nói. Thì mình mua lúc nào còn có thì cũng không sao. Đó là server mà đã gom 200 bình phúc duyên này, mất vài triệu là ít. Rồi ok, 200 bình rồi nè. Phẩm 10 là chắc chắn lên em ạ. Nếu phẩm 10 là chắc chắn lên đại lượng 25 phòng thủ dòng 1 luôn. Tại vì dòng 1 nó khó lên lắm nè. Rồi, sau khi cũng đã đủ đạt chỉ tiêu. Ok, sau khi đủ đạt chỉ tiêu chúng ta sẽ tiếp tục lấy nè mà. Và như Khải có nói thì lấy phòng thủ lý dòng 1 nè, ẩn 1 nè, hiện tinh 5 nè. Và Khải sẽ bỏ đó là 200 bình phục duyên đại nha em ơi. 200 bình phục duyên đại nó đang tương đương là khoảng tầm 20 viên thị tinh trong đó rồi anh em, 20 viên thị tinh đó rồi anh em. Và kèm với 4 viên này nữa là 24 viên nha em. Đó. Ok chưa? Rồi. 10 cái nha, đẹp mắt nè. 10 cái nha, đẹp mắt nè. Lúc nãy quá trời mà không có được viên nào 10 cái nè. 9 luôn. Tức là 9 giờ là quá thọ nè mà, thọ. So với 9 thì mình bị lỗ đi 100 mất cho bình phủ duyên này, tại vì nó không thành công thì gọi là thọ này.
Ok, không sao, chúng ta sẽ đến dòng thời gian chậm. Dòng chậm Khải sẽ rút 4 thiền tinh và 10 phút dương đại. Rút thêm phút dương nè mày. Này mình đang test là mình lấy thoải mái nè mày, mình lấy hơi lâu rồi. Phẩm 9 anh em có liều mạng, phẩm 9 đập cái đai không nè. Thực sự cái bao tay thì nó mắc hơn, nó khó hơn cái đai một chút. Nhưng mà phẩm 9 mình đi liều mạng thì hơi càng hay liều mạng thử một phát cho anh em xem nha. Để anh em xem thử cái đai cái bao tay nào khó hơn. Tại vì lúc nãy bao tay phẩm 9 đập hai cái không lên nè mày, một cái 23, cái 24 nè mày. Không lên mắt được hẳn lắm. Thì ok. Và chúng ta cùng trải nghiệm đi nè, một lần một thôi. Thử nó như thế nào cho anh em cùng xem sơ qua thử nha. Với phẩm 9 mà đọc full thì tên và 50 phần phút diễn đại, liệu nó có lên không nha anh em? Ok anh em, chúng ta cùng test trải nghiệm chơi nha. Không gì phải ngại cả đâu mày. Rồi, hãy rút à. Đấy, không gì phải ngại cả. Tên 3, ấn 2. Cái này thì rút thời gian chậm đúng không? Dâm chậm, dâm chậm tiếu được rồi. 4 thì tên. Phẩm 8, ok. Ở dòng phục hồi, ở dòng thông pháp, thông pháp sẽ 4 thiền tinh luôn. Thông pháp, ok. Thiền tinh này, thiền tinh này, ống 3 này. Nói chung mình hủ duyên này, mấy hủ duyên tiểu nó tầm tầm đó nè. Đó là dòng thông pháp nha em ơi. Hai viên cũng được, cũng nhiều. Rồi, phẩm 7. Rồi ok anh em ơi. Sau khi chúng ta đã có tất cả đầy đủ nguyên liệu thì bây giờ phải còn thiếu thiếu 30 bình phục viên nữa. Là phải lấy được một phục viên nữa. Đủ không 100 bình phục viên đâu, chúng ta ép nha anh em ơi. Lần này Khải sẽ trải nghiệm cái đai lưng phẩm 9 luôn. Không cần phòng chống 10 thử nó lên được 25 không nha anh em. Nếu mà nó xịt 24, 23 thì tỷ lệ nó tương đối bao tay với cái đai lưng nó ngang nhau, ngang nhau, không gì khác biệt anh em ạ. Nó giống như nhau cả, không gì khác cả. Lấy tình 3. Rồi sẵn hết này. Tình 3 nè, đa số tình 3. Rồi hãy mất thiệt tình nè. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào con đoạn đầu tiên. Sau khi đã chuẩn bị tất cả các nguyên liệu thì bây giờ chúng ta bắt đầu chế tạo nên khảm nạm này. Mong đại lưng này nó sẽ thành công nè mà. Rồi dòng đầu tiên chúng ta sẽ ép dòng sinh lực nỗ lực dòng 1, thiệt tình 3. Và chúng thả 10 phút duyên và ôm 2 thiệt tình thôi nè mà. Đa số rút 2 đập 2, rút 2 đập 2 thôi mày. Đó bây giờ chúng ta sẽ giảm tỷ lệ là lúc nãy là rút 2 đập 3, rút 2 đập 3. Thì rút 2 đập 2. 195. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là dòng thủ lý này, dòng thủ lý thì Khải sẽ đập cho nó full tỷ tinh. Full tỷ tinh nha anh em. Ở đây lộn. Full tỷ tinh và 100 bình phúc duyên này nè mày. Với phần chính là Khải sợ lắm mà Khải sợ nó giống như giống như cái thằng bao tay nó không lên đây nè mày. Đợi Khải rút thêm ít phút duyên nữa nè mày, không có ngại phút duyên nè mày. Phút duyên nhiều tới 100 phút duyên nha. Để mình đẩy cao tỷ lệ lên tí, cho lên 25 không đây. 50 thì Khải không dám ép rồi, tại vì Khải thấy 50 nó giống bao tay á. Cái đai lưng với bao tay này nó giống tương đối hoàn toàn luôn nè. Nếu mà 50 phút thì tên Khải sợ nó không dám lên nè mày. Sợ cứ 23, 24 rồi nè mày. Giờ chúng ta tăng tỷ lệ lên là 100 phút duyên. Và xấu thì tên là như thế nào? Xấu tử thì tính là như thế nào? Rồi ok, chúng ta cùng trải nghiệm thôi. Rồi ok, thử nha nam, thử và trải nghiệm thử nha. Theo bạn nghĩ thì mình sẽ cố gắng lên tỷ lệ phần trăm như vậy với như thế nào đây. Rồi thiền tinh phẩm 9 này và hai bình 100 phần phút duyên đại, 6 thiền tinh. Lên hầu năm, lên hầu năm, 25 hầu năm.
Hiện tại chúng ta đã đẩy Cao Tỷ Lệ lên với Phú Duyên lên hơn 50 bình so với lần ép lần này ở với hướng đàn lưng lên. Anh em đang xem cùng nhau đó làm like xem hồi chơi em ơi. Lớn không anh em, lớn không anh em ơi, lớn không mọi người, anh em cùng comment thử lên hay không anh em ơi, lên 25, 24, 23 anh em ơi, comment nào. Khui này. 25, ok. Quá đẹp. Ôi, lên 25, thấy phẻ người đây. Phẻ người là người em ơi. Tỷ lệ lên thêm năng cho mình Hữu Duyên là cũng có tỷ lệ khá ok anh em ơi. Đây, quá đẹp. Và bây giờ chúng ta sẽ ép những dòng còn lại anh em ơi. Và có vẻ như ở đây lần này cũng khá thoải mái rồi anh em ơi. Dòng tiếp theo thì chúng ta sẽ cần ít Phú Duyên và Thị Tinh. Ok. Bây giờ Khải cần ít Thị Tinh nữa xong. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Ok rồi anh em ơi, thành công rồi. Thành công lần này đã lưng rồi. Đại lưng đến dòng sinh lực này. Sinh lực này. Lực chúng ta sẽ ôm 3 Thị Tinh. Nên như mình Phú Duyên đại. Thành công, quá đẹp. Hello gà tôi quýt quân ghẻ ơi. Đâu khả này khả ép đồ thôi. Khả đâu có ép vũ khí đâu. Sức lượng 180, uầy xém xịt này mà. Vãi đạm. Thì giá 500 nha em ơi. Giá 500 thì chúng ta hiện tình 3 phẩm chất 8, 1 phụ 10 Phú Duyên đại và 4 Thị Tinh nè em ơi. 5 Thị Tinh này khả sợ nó sợ xịt 30 lắm rồi em ơi. 6 Thị Tinh này. Rồi giá 100 chậm này nó không quan trọng nên nó chỉ xịt cái là mình banh luôn nè. 5 Thị Tinh rồi. Đủ nè, khi nào 5 Thị Tinh xịt không chậm. Anh em sợ xịt lắm luôn em ơi. Cái dòng này nó không quan trọng quả đạn nữa. Tại vì cái đai lưng mình đã lên rồi không tiếc Thị Tinh này. Mà tiếc cái là rớt 20-30 là cái đai coi như vứt luôn nè. Rồi full đi 40, quá đẹp. Đó. Những dòng quan trọng không nên tiếc Thị Tinh này em ơi. Rồi dòng phục hồi sinh lực thì 3 Thị Tinh. Ôm 10 Phú Duyên đại lên này. Đến 6 điểm rồi. Này không cần phải suy nghĩ rồi. Rồi thông pháp cũng vậy. Thông pháp thì 4 thì 3 viên Thị Tinh là lên rồi. Quá đẹp anh em ơi. Lần này ép ra lần quá thành công. Thành công nhiều hơn bao tay luôn này mà. Bao tay này nó sẽ rớt quá trời. Rồi ôm 3 Thị Tinh. 3 Thị Tinh thường cũng được. Kiểu nó 19-20 à anh em ơi. Nó không có rớt được 9-20 à. Lầm răng viên cũng vậy, cũng lên nè à. Một viên cũng lên luôn, khẳng định luôn. Rồi, một viên nói hơi ngáo quá. Rớt cái nó uống nè, hai viên lên cho chắc ăn. Hello nè mới vô nha, chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nè em ơi. Ok, thành công đa lưng nè em ơi. 20 điểm luôn. Đa lưng có vẻ đa lưng lên tỷ lệ thân pháp 20 khá cao nha. Quá đẹp. Rồi, ở video này chúng ta đã thành công một lần nữa với đa lưng thủ lý ẩn một nè em ơi. Thủ lý ống 1, sinh lực lực và làm trọng 10, phục hồi sinh lực 6 điểm và thông pháp 20. Sự lực quá ok. Và chúng ta cùng giao dịch qua con năm độc rồi cho anh em xem. Nói chung là quá thành công nè em ơi. Sau 2 buổi thì chúng ta cũng đã ép được 2 set đồ cho 2 account. Còn thiếu một cái áo nữa, áo năm độc nữa. Áo năm độc ép nhanh hả anh em. Ok, đã lưng quá đẹp luôn. Đã lưng quá đẹp. Ok. Đó, quá chậm. Đó, anh em cùng xem sơ qua lại sơ đồ của em động này mà sau khi xong được 3 món này. Bật điện đi chứ. Bật điện lên. Đó, anh em vào tay mát này. Đai mát này. Giày mát này. Ok chưa? Chúng ta sẽ đến một cái áo này nha em ơi. Và video này Khải sẽ làm nhanh gọn cái áo luôn. Áo thì Khải sẽ ép đó là dòng thời gian phục hồi, kháng hỏa, rồi sinh lực, rồi chón, sinh khí dòng cuối. Đó. Ép cho mang áo luôn nha, nên mà cho anh em đọc lên áo luôn nha, cho đủ set luôn nha. Rồi. Trước khi ép thì hơi mất cái này nó khỏi chặn rừng à. Và anh em đang xem đừng quên đỡ lại cho Khải một like chia sẻ ủng hộ cho mình. Đừng quên nhấn nút follow ủng hộ kênh TikTok mới làm của Khải luôn nha anh em. Kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha. Tránh tay cho một like chia sẻ YouTube với lại phở mò luôn em ơi.